Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kéo đàn em rời Quảng Ninh về chính phủ. Thủ tướng chính đang né đòn ông Tổng hay sao? Chuyện ông Tổng bố trí lực lượng điều tra tại Quảng Ninh là hành động muốn tấn công vào sân sau nhà ông Thủ tướng khá rõ. Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh làm nhiệm vụ soi rọi góc ngách của những gì mà ông Thủ tướng đang để lại đây. Và điều đặc biệt là trước khi ông Tô Lâm thực hiện toan tính dùng ông Nơi chọc vào huyệt của ông Thủ tướng, thì ông Thủ tướng dường như đánh hơi và có bước đi chuẩn bị trước. Theo kết cục của họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, thì việc thay đổi nhân sự đã được định hình. Trong kỳ họp này, nhiều người nghĩ rằng ông Tổng thao túng việc bố trí nhân sự hoàn toàn, nhưng không hẳn là như vậy. Đến nay đã có dấu hiệu cho thấy ông Thủ tướng cũng đã nhúng tay vào công việc này, chứ không thể để một mình ông Tổng muốn làm gì thì làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hiện nay. Theo thông tin mà Thời báo.d nhận được, Bộ Chính trị dự định đưa ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hiện nay về Ban Kinh tế Trung ương để chờ trảm như trường hợp của ông Nguyễn Thành Phong. Thay ông Nguyễn Văn Thể sẽ là ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đây là sự trám chỗ được cho là có dấu ấn của ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, dấu ấn ông Phạm Minh Chính rõ nét nhất là việc kéo được người của ông chám vào chỗ trống mà ông Trần Văn Sơn đã để lại. Được biết, khi ông Trần Văn Sơn rút đi thì ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chám vào. Đây là hành động rút đàn em đi khỏi phòng khi quân của ông Tô Lâm quây nát tỉnh Quảng Ninh. Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ nắm quyền điều tra những quan chức dưới quyền quản lý của ông Nguyễn Xuân Ký. Mà một khi sợi dây điều tra lần tới ông Ký thì Phạm Minh Chính cảm thấy bất an. Bởi ông Nguyễn Xuân Ký đã được ông Phạm Minh Chính can thiệp để được nắm chiếc ghế béo bở này. Như vậy là trước khi ông Tô Lâm cài người về Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã ngửi thấy mùi chẳng lành và đã ra tay trước đó. Thiên hạ thường nói rằng tiên hạ thủ vi cường, nghĩa là ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Và trong trường hợp này, ông Phạm Minh Chính đã có bằng sự tác động rất phức tạp. Ông rút đàn em về chính phủ ngồi sát bên ông để tránh đêm dài lắm mộng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo một số ý kiến đánh giá rằng hành động cài lính thiện chiến Đinh Văn Nơi là ý của ông Tổng và ông Tô Lâm, chỉ có việc lựa chọn để triển khai. Ông Tổng không biết lính nào của ông Tô Lâm là thiện chiến, chỉ có ông Tô Lâm mới biết điều đó mà thôi. Với việc ý đồ của ông Tổng đã bị Phạm Minh Chính đón biết, thì xem ra đối thủ chính trị của ông Thủ tướng là ông Tổng chứ không phải là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động rút đàn em ra khỏi Quảng Ninh vừa lúc khi ông Tổng dở chiêu cài người về. Điều tra thì cho thấy là một cách né đòn rất cao tay của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hiện tại ông Tô Lâm không xem ông Thủ tướng ra gì, bởi vì ông Tô Lâm vốn không phục Phạm Minh Chính từ lúc hai người cùng ở Bộ Công an. Một phần cũng vì ông Tô Lâm làm lính tiên phong cho ông Tổng mà không ngán ông Thủ tướng, chứ thực ra khả năng làm chính trị, ông Tô Lâm không thể sánh bằng ông Thủ tướng Thanh Hóa cho được. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng ra đòn hiểm nhưng ông Thủ tướng đã né được. Hiện tại ông Thủ tướng đang dính đến sai phạm Việt Á và chuyến bay giải cứu. Đây là cơ hội lớn nhất để ông Tổng dìm ông Thủ tướng, tạo cơ hội cho ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bứt phá tiến lên chiếc ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, nếu đã dùng hai vụ án này mà không dìm được ông Thủ tướng, thì 3 năm sau ông Thủ tướng mạnh lên thì khó có cơ hội cho ông Vương Đình Huệ bước tiếp. Để đấu với Phạm Minh Chính, một mình Vương Đình Huệ sẽ không phải là đối thủ. Một mình Tô Lâm thì cũng không thể là đối thủ. Hai người này có thể thắng chỉ khi dựa vào ông Tổng. Với trò né đòn ông Tổng như thế thì e rằng trừ ông Tổng ra không ai là đối thủ của ông Chính cả. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Minh chơi dao và bị đứt tay, số phận ngày một mong manh. Hồi giữa tháng 4, ông Tô Lâm đã cho bắt Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, là khởi nguồn cho miễn điều tra nhắm vào ông Phạm Bình Minh, đương kim Phó Thủ tướng Thường trực. Và mới đây, cụ thể là vào ngày 27 tháng 9, ông Tô Lâm đã cho bắt tạm giam với Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vừa cho biết hiện đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh của Việt Nam. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, đây là hai gọng kìm ông Tổng Bí Thư nhắm vào Phạm Bình Minh. Thực chất, Phạm Bình Minh là cánh tay đắc lực với ông Phạm Minh Chính. Việc tấn công vào Phạm Bình Minh thì xem như ông Tổng đã rời lò đốt tới gần nhà ông Thủ tướng Chính hơn. Đấy là cái lợi cho ông Tổng Bí Thư. Ngoài cái lợi cho ông Tổng thì chiến dịch gọng kìm này Tô Lâm cũng đang muốn trả đũa lại những gì Phạm Bình Minh đã ra tay với ông ta. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Phạm Bình Minh đã ra tay điều gì với ông Bộ trưởng Bộ Công an đây? Như Thời báo.de đã nói, việc ông bị sự cố Tô Lâm ăn thịt bò rắt vàng được cho là bên Bộ Ngoại giao dành biện pháp để đưa ông Bộ trưởng Bộ Công an ngây thơ vào trọng. Thực tế thì bản thân ông Tô Lâm cũng khoái ăn những món xa xỉ, nhưng ông Tô Lâm cho rằng nếu không có những vấn đề nghị và giới thiệu của các quan chức ngành ngoại giao thì ông đã không sập bẫy đau đớn đến như vậy. Nói chung, phe của ông Phạm Bình Minh cho rằng ông Tô Đại Tướng đã đổ thừa, tuy nhiên ông Tô Lâm vẫn giữ quan điểm như thế. Trong trò chơi chính trị thì những hành động ném đá giấu tay cứ thật thật ảo ảo, khó mà đoán biết được. Cũng có thể phía Bộ Ngoại giao không có ý định hại Tô Lâm ở vụ ăn thịt bò tại London, nhưng Tô Lâm thì vẫn giữ quan điểm đổ thừa, không thay đổi thì những lãnh đạo bên Bộ Ngoại giao đành phải khốn khổ theo. Bởi ông Tô Lâm không những nắm bộ lớn nhất nhì trong chính phủ, bỗng còn được ông Tổng Bí Thư hậu thuẫn, là đến cả Thủ tướng Phạm Minh Chính ông còn không ngán. Thì ông ngán gì Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đây? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động của phía Bộ Ngoại giao không biết là vô tình hay cố ý, bởi vì trong thế giới đánh giá có người lại cho rằng vô tình, có người lại cho rằng cố ý, khó mà đoán biết. Tuy vậy, nếu là cố ý mà nhắm vào Tô Lâm thì có thể nói Phạm Bình Minh đã chơi dại, đụng vào một con người nguy hiểm nhất trong chính phủ. Và dù cho là có vô tình thì hiện nay vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Tô Lâm dốc toàn lực đánh vào Phạm Bình Minh. Phạm Bình Minh là người có công đẩy Trương Hòa Bình đi để giành chiếc ghế cho ông. Và Trương Hòa Bình là người của cánh miền Nam, nhưng không phải là cánh của Nguyễn Tấn Dũng, mà là cánh của Trương Tấn Sang, không ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Tuy việc đẩy Trương Hòa Bình đi không chỉ một mình Phạm Bình Minh làm, ông Chính chỉ là người đóng góp công lớn nhất. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ để ông Phạm Bình Minh phải ăn cây nào, rào cây nấy. Và nếu đánh vào Phạm Bình Minh thì Tô Lâm lợi đôi đường, vừa hất được một đối thủ có thể tranh chiếc ghế chủ tịch nước với ông, vừa đe dọa được chiếc ghế thủ tướng của người đồng đội xưa ở Bộ Công an với ông Tô Lâm, chính là đương kim thủ tướng hiện nay Phạm Minh Chính, vì đã có thời ông Chính từng là tướng công an ở đây. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã trả đũa Phạm Bình Minh như thế nào. Ông Tô Lâm là công cụ của ông Tổng Bí Thư thì ai cũng rõ. Tuy nhiên, có người thì cho rằng ông Phạm Bình Minh đã làm công cụ trong Phạm Minh Chính trong việc chơi khăm ông Tô Lâm trong vụ thịt bò rát vàng, để giờ đây lãnh hậu quả nặng nề. Với hai gọng kìm đang siết cũng rất khó để ông Phạm Bình Minh trụ lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Cũng có người nói rằng động đến Tô Lâm là chọc phải mãnh thú, rất dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị của mình. Có lẽ ông Phạm Bình Minh đã có cái dại là chơi dao, và đến lúc dao cắt vào chính tay của mình.